chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Sài Gòn chiều hôm nay ngày 19 tháng 3 năm 2023. Các bạn anh chị và các bạn, đó là con đường Nơi Trăng Long cũng như là con đường Nguyễn Văn Học ngày xưa. Bên cánh trái chúng ta có khu bệnh viện gia đình, ngày xưa là bệnh viện Nguyễn Văn Học, và sau lưng mình đó là ngã ba Nơi Trăng Long với lại Phan Đăng Lưu, cũng như là Nguyễn Văn Học với lại Chi Lăng ngày xưa. Và chiều hôm nay để mời anh chị và các bạn chúng ta sẽ đi vào vòng tới khu chung cư ở trên đường Phan Chu Trinh, đi ngang qua con đường Nơi Trăng Long của anh chị biết là có xuê luôn, quá trời luôn. Mà bên trong thì không có người ở.
Phan Chu Trinh luôn nè, hoặc là mình đi theo hướng này cũng qua Phan Chu Trinh được luôn. Thôi sẵn đi ngang đây để đi ngang nhà của ông Mai để xem lại khu sống cũ ha, công cho ba mẹ cập nhật về cái nơi tạm cư mới của người dân ở quận Tư, để bà con thấy được cái nơi ở. Nếu mà chúng ta có vô tình xem cái video clip này hoặc là có người thân ở hải ngoại thì cũng biết được người nhà mình trong nay mai sẽ đi dời ở đâu ha. Đây là thánh thất bên ngoài, thánh thất rất là xưa, đối diện thánh thất đó là trường học và cũng là nơi bệnh viện dã chiến ngày trước nè, bệnh viện dã chiến điều trị Covid quận Bình Thạnh. Ngày nay hết dịch hết bệnh viện rồi mà vẫn còn để cái bảng thế này, chắc hồi lúc làm ông chồng thi công gắn lại chứ không có hợp đồng gỡ, không ai gỡ. Mỗi người đều có cái công việc riêng, có cái sự sắp xếp bố trí quản lý thôi.
Phan Chu Trinh, con đường rất là lớn. Hôm nay ở đó có một khu chung cư, gần đây có chợ Cây Điệp, chợ Cây Điệp của mình bên trái. Một hồi nữa mình sẽ đi dạo một vòng ở khu chợ chiều, chợ Cây Điệp, sẵn tiện mua nhiều chiều ăn luôn. Một công đó bãi chuyện. Ở thẳng con đường Tư Văn An này, theo hướng này là mình sẽ đi ra bến xe Thành Công luôn. Buổi chiều ở đây mình thấy rộng lớn, mát mẻ. Không gian thì rộng rãi là vậy, còn bên trong căn hộ
đây gần với cầu Bình Lợi, cách khoảng chừng 1 km. Đây kế bên có con rạch, có những cái dự án dang dở cải tạo lại cái dòng kênh. Loa trưa này nhìn chung là hơi là nắng nóng á, ở xung quanh là coi như là không có tòa nhà nào ở trên cái khu cư trơ trọi giữa một khu đất lớn. Và bên đây là có cầu Rạch Lăng. Cầu Rạch Lăng bắc ngang cái Rạch Lăng. Đó, nhìn lại khu chung cư nè. Cao chót vót. Và đây là con đường Phan Chu Trinh. Phan Chu Trinh cuối đường. Cuối đường là Chu Văn An. Và cái video clip này âm thanh có vấn đề rồi, do hồi nãy em quên mở cái micro nên quên mở cái mic, nên thành ra âm thanh nó không có rõ rồi. Bà con cô bác thông cảm à. Trời ơi, thiệt tình. Cái sự cố ở đây là con đường Phan Chu Trinh. Buổi tối thì cũng có nhiều hàng quán bên phải nè. Ở bên trái thì có quán cà phê của Colorman Food Mart, công ty Điền Quân. Ra đây là Nơ Trăng Long. Trời, quay cho đã rồi mới mới thấy là mình chưa có bật cái mic. Thiệt tình. Ra đây Nơ Trăng Long, nếu mình quẹo phải là đi ra cầu Bình Lợi. Rồi, và cái video clip ngày hôm nay đến đây tạm dừng. Một vài ảnh vòng vòng ở Nơ Trăng Long rồi Phan Chu Trinh, đi ngang qua Chu Văn An, gửi anh chị và các bạn những cái hình ảnh ở khu xóm mới, nơi tạm cư sắp tới của những hộ dân ở chung cư Tôn Thất Thuyết. Một lần nữa cảm ơn đến tất cả của chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhân đây em cũng xin kính chúc đến tất cả của chú anh chị lúc nào cũng an lành, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.